chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân cùng ekip cây nhà lá vườn thực hiện bộ ảnh mang thông điệp ý nghĩa. Song song với các công việc thiện nguyện trong mùa dịch, Hoa hậu Khánh Vân vẫn luôn dành thời gian để chia sẻ những thông điệp ý nghĩa gửi tới khán giả. Cô chia sẻ rằng khoảng thời gian này chính là lúc mọi người hiểu được giá trị của lòng yêu thương dành cho nhau. Tròn 3 tháng kể từ ngày khởi hành sang Mỹ để tận hưởng hành trình Hoa hậu Hoàng Vũ, nhớ về kỷ niệm đáng nhớ đó, nàng hậu cho biết. Thế là cũng 3 tháng từ ngày Vân lên đường ra sân bay, tân sân nhất đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàng Vũ, nhận được sự yêu thương cổ vũ và động viên của cả nhà, Vân hạnh phúc lắm. Rồi thấm thoát Vân bị kẹt lại ở bên Mỹ một thời gian khá dài, lúc đó Vân nhớ Việt Nam, mình lắm, nhớ lắm. Thi thố trong mùa dịch vô cùng khó khăn, thành tích top 21 chính là phần thưởng xứng đáng cho cô gái có trái tim yêu thương. Rồi Vân cũng được về Việt Nam, tiếp tục hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày ở Hà Nội và tiếp tục cách ly ở nhà 7 ngày. Vân vừa hoàn thành cách ly, cũng là lúc thành phố mình bắt đầu giãn cách theo chỉ thị 16. Được đi tới nhiều nơi và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nàng hậu học được rất nhiều thứ và luôn trân trọng những tình cảm của khán giả, bạn bè và người thân đã luôn dõi theo, ủng hộ mình. Dưới sự hậu thuẫn của bố về mặt ánh sáng, nàng hậu tự tay make up và gửi đến fan sắc đẹp, bộ ảnh mang thông điệp cây nhà lá vườn, ở nhà vẫn đẹp. Đây là món quà với hy vọng chúng ta hãy luôn giữ những nguồn năng lượng thật tích cực, thực hiện tốt. Khánh Vân còn tâm sự rằng, Vân lại nhớ cảm giác sôi động nhộn nhịp của thành phố mình, thèm cảm giác ngồi ở quán cốc ven đường cùng những người thân yêu hay nhâm nhi ly trà sữa ở tiệm mình yêu thích, thèm được thưởng thức những món ăn thật ngon nhưng rất đổi bình dị của Sài Gòn. Hy vọng với sự đoàn kết, những yêu thương và lan tỏa, thành phố mình sẽ mau khỏe lại rồi chúng ta sẽ quay lại những nhịp sống của bình thường. Vân nhớ lắm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.